Ngày xưa trong kinh có nói, khi Phật chia lạc tái sanh lại, Phật kinh Phật Thích Ca có nói, người sẽ ngồi ở ngay cội Lâm Hoa. Có ai nghiên cứu hả mấy cái kinh điển đó không? Chị con nhìn cái tên của mấy cây này, cây gì à? Vì kinh Phật nói trúng không? Bốn cây Lâm Hoa, con thấy cái bông đẹp không? Hồi đó là lúc mà trồng cái này á, là họ thích loại này tại nó quanh năm suốt tháng đều có lá, mà tên Việt Nam nó không có. Mấy vị kêu đặt là Lâm Hoa đó. À, mấy vị kêu á, thì mấy cái bảng đâu rồi, là lấy chữ Lâm Hoa xuống rồi. Quay. Những cái gì mà Đức Thầy nói, trời Phật nói đều là có hết, chẳng qua chúng ta không có hiểu tới thôi. Trời, chữ Lâm Hoa bây giờ cũng mây mèo. Cây Lâm Hoa rồi cột lên cây. Nhưng mà mình là Di Lạc số 2 nha. Di Lạc số 1 là Phật Di Lạc. Mình là Di Lạc truyền thừa. Sau này có Di Lạc số 3, số 4, số 5 kế tiếp. Di tức là cuộc sống, an cư lạc nghiệp, danh từ vậy.